một câu chuyện mang hơi hướng tâm linh với những đan cài thực ảo của đạo diễn Phạm Ngọc Châu. Trí, một vận động viên bơi lội bị hành hung bởi một nhóm côn đồ, phải từ giã đường đua xanh trong nỗi buồn vô hạn. Nhưng trong anh lại xuất hiện một khả năng nhìn thấy tai ương do được bướm trắng báo trước. Một đội ẩn khúc kéo dài hơn 40 năm, một sự kết hợp giữa tiền kiếp và hậu kiếp, những tai nạn được báo trước mà không thể cứu giúp. Có rất nhiều chuyện xảy ra quanh mình, làm cho anh biết quý cuộc sống này hơn. Điều này khiến anh muốn biết ngược lại, kiếp trước anh là ai. Đây là Ngọc Hoa hay là Ngọc Lan, người yêu của cậu? Mắt bướm mang đến cho người xem một thông điệp: hãy trân trọng những gì ta đang có, sống xứng đáng với sự tin tưởng của những người yêu thương. Lòng thù hận cũng chẳng làm cuộc sống dễ dàng hơn. Phải chi con là dòng máu của ba. Hoa chết do biến chứng sau phá thai. Tôi đã nghe hết sự thật. Ba mươi tập của bộ phim Việt Nam Mắt Bướm sẽ được phát sóng vào lúc 13:05 hàng ngày trên kênh NTV.